Xin chào mừng tất cả các anh chị, chúng ta đã quay trở lại với dự án The Global City. Và hiện nay dự án The Global City này có những cái tiềm năng nào, và từ khi triển khai cho đến nay, từ năm 2022 thì dự án đã hình thành những hạng mục và đã bàn giao cho khách hàng trong những cái phân khu của chúng ta, thì phân khu nào đã bàn giao, và ngoài ra nữa chính sách thanh toán, giá cả và những cái yếu tố ở tại dự án The Global City này. Thì trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, Tấn sẽ cập nhật đến cho tất cả các anh chị những cái tiềm năng ở tại dự án The Global City, để cho tất cả những anh chị chúng ta là những cư dân ở tại dự án The Global City cũng như ở phân khu Soho, đặc biệt là những anh chị đã và đang quan tâm đến dự án này, trong thời gian sắp tới các anh chị chúng ta có kế hoạch mua những cái sản phẩm ở tại phân khu Soho cũng như là sản phẩm cao tầng ở tại dự án The Global City, để chúng ta nắm những thông tin đầy đủ nhất về dự án này các anh chị nhé. Và có 6 yếu tố để chia sẻ đến cho tất cả các anh chị trong cái buổi ngày hôm nay. Thứ nhất đó chính là về vị trí của dự án. Thứ hai đó chính là về chủ đầu tư Matroy Home. Thứ ba đó chính là về thiết kế cũng như là đối tác ở tại dự án này, gồm có những đối tác nào để triển khai dự án The Global City của chúng ta. Thứ tư đó chính là về pháp lý của dự án. Thứ năm đó chính là tiện ích của dự án ở tại dự án The Global City này gồm có những gì. Và trong tương lai thì dự án của chúng ta để phục vụ cho cư dân thì có đầy đủ những cái tiện ích ra sao để phục vụ cho tất cả các anh chị. Và yếu tố thứ sáu đó chính là chính sách thanh toán ở tại dự án này gồm có những gì để tất cả các anh chị chúng ta có thể cân nhắc chọn mua ở đây. Dự án The Global City tọa lạc tại phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nằm kế bên trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc và dự án Sài Gòn Sport City phát triển bởi chủ đầu tư Capitaland. Và dự án của chúng ta nằm 4 mặt tiền đường Đỗ Sinh Hợp, đường Liên Phường, đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và một mặt tiền giao với lại dự án Sài Gòn Sport City. Với tổng quy mô 117,4 ha, dự án của chúng ta nằm kế bên trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc, tạo nên một khu tổ hợp, khu thương mại dịch vụ, văn phòng và nhà ở sang nhất ở tại khu vực khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay dự án của chúng ta kết nối với lại các khu vực ở lân cận, rất là thuận tiện trong việc di chuyển kết nối lại với nhau, tạo nên một sức bật về cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, xung quanh dự án là hàng loạt những cơ sở hạ tầng đang trong quá trình hoàn thiện. Chủ đầu tư Matroy Home tiên phong trong việc phát triển bất động sản hàng hiệu ở tại Việt Nam. Và với những dự án điển hình như The Grand Hà Nội, hay là ở khu vực miền Nam chúng ta có dự án Grand Marina Sài Gòn, dự án The Driver tại khu vực quận 9, dự án The Global City và nhiều dự án khác nữa. Với hơn 15 dự án ở tại khu vực phía Nam cũng như là khu vực phía Bắc, thì Matroy Home đang nhận được sự hài lòng của khách hàng cũng như các nhà đầu tư. Dự án The Global City có tổng quy mô 117,4 ha, mặt độ xây dựng chỉ duy nhất 28%, và dự án của chúng ta có đầy đủ những loại hình bất động sản và được thiết kế bởi Foster & Partner, là đơn vị thiết kế hàng đầu của thế giới, kèm theo đó là WATC, đơn vị thiết kế cảnh quan, Atelier và Tung Fan. Và Foster & Partner đã triển khai rất là nhiều sản phẩm được xem là biểu tượng ở các khu vực cũng như ở các nước trên thế giới, điển hình như là Apple Park ở Mỹ và rất nhiều hạng mục khác nữa. Và nguyên lý thiết kế của Foster & Partner để trở thành một khu downtown đó chính là kết nối, phong cách sống ven sông, bền vững và thân thiện. Sau khi dự án hình thành thì sẽ có đầy đủ những hạng mục giống như các anh chị chúng ta đang xem, gồm những căn nhà phố, shop house, phân khu Soho, căn hộ cao tầng, những căn biệt thự và những căn dinh thự, có hai hệ thống kênh đào xuyên tâm dài 2 km, có hệ thống nhận nước ngoài trời cũng như là khối văn phòng ở tại dự án này. Và sau đây sẽ là một số hình ảnh thực tế của sân phân khu Soho để gửi đến cho những anh chị chúng ta đang xem. Hiện nay thì công trình của chúng ta đã bàn giao nhà cho quý anh chị cư dân, còn một số căn hiện nay đang bán trực tiếp với giá chủ đầu tư. Thiết kế của căn shop house thuộc phân khu Soho có diện tích ngang nam dài 19, xây dựng 1 trệt và 4 tầng, bàn giao hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong, có bàn giao thang máy riêng cho từng căn. Và căn này có diện tích ngang nam dài 19m, xây dựng 5 tầng và diện tích sàn xây dựng sẽ là 346m² cho cả 5 tầng. Những căn ở tại phân khu Soho đã có sổ đỏ từng nền rồi, trước khi mở bán đã có sổ đỏ từng nền. Và hiện nay nhà đã bàn giao và đã hoàn công đầy đủ hết.
Và riêng một số căn ở tại dự án The Global City, một số anh chị cư dân đã nhận được cái thông báo làm sổ hồng rồi các anh chị nhé, nên chúng ta cực kỳ an tâm khi là chọn mua sản phẩm này. Tiện ích ở tại dự án The Global City cao cấp, đa dạng và đầy đủ để phục vụ cho cư dân cũng như khách hàng của mình. Với tổng quy mô 117,4 hecta, chúng ta sẽ có 6 trường hợp. Chúng ta có công viên City Park, có cánh đồng diều hiện nay đang quá trình hoạt động để phục vụ cho cư dân. Với 6 trường hợp quốc tế thì dự kiến tháng 11 năm 2024 này thì Master Home sẽ công bố ra thị trường những thương hiệu quốc tế để trong thời gian sắp tới triển khai ở tại dự án của chúng ta. Ngoài ra, trung tâm thương mại rộng đến 123.000 m², được thiết kế dự kiến là 3 tầng hầm và 5 tầng nổi, và sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất ở tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một số những cái trung tâm thương mại hiện nay đang hoạt động. Hệ thống nhạc nước ngoài trời dài nhất ở tại khu vực Đông Nam Á với chiều dài hơn 2 km. Những cái hạng mục cũng như là hoạt động, những cái sự kiện tổ chức ở tại dự án The Global City vào những cái dịp lễ hoặc là những cái chương trình mà chủ tư tổ chức. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có 3 công viên rất là lớn, rộng đến 6.500 m² ở tại phân khu Soho, nằm ở giữa liên kế 6 và liên kế 7. Còn liên kế 8 và liên kế 9 giữa đó thì chúng ta có một công viên rộng hơn 6.000 m². Và bên cạnh đó thì chúng ta có thêm một công viên nữa nằm ở dãy đối diện với lại LK15, kế bên trung tâm thương mại, rộng hơn 5.000 m².